Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng đến với văn bản 2, bài 1, Giang Thu, Hữu Thỉnh. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với thông tin về tác giả Hữu Thỉnh. Hữu Thỉnh sinh năm 1942, tên thật là Nguyễn Hữu Thỉnh, quê ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Năm 1963, Hữu Thỉnh tham gia quân đội và bắt đầu sáng tác thơ. Thơ Hữu Thỉnh thường có những liên tưởng độc đáo, thể hiện những suy tư giàu chất nhân văn và cái nhìn mang màu sắc triết lý về cuộc sống. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông là Đường tới thành phố năm 1979, Từ chiến hào tới thành phố năm 1991, Thư mùa đông 1994 và Trường ca biển năm 1994. Bây giờ xin mời các em đến với nội dung bài Sang Thu. Chuẩn bị đọc. Em hãy chia sẻ cảm nhận của mình về thiên nhiên vào thời khắc giao mùa. Ở đây, chúng ta thấy đề bài yêu cầu mình hãy chia sẻ cảm nhận của bản thân về thiên nhiên thời khắc giao mùa. Đầu tiên, chúng ta hãy đến về những cái sự những cái đặc điểm của thiên nhiên vào thời khắc giao mùa để em có thể hiểu rõ hơn thế nào là thời khắc giao mùa. Thời khắc giao mùa thường diễn ra với những biến đổi tinh tế của thiên nhiên với những dấu hiệu thường thấy như sau. Mùa hè sang mùa thu thì khí trời mát mẻ, ban đêm trời se se lạnh, hoa cúc bắt đầu nở rộ, xen trong các ao úa tàn. Nếu mùa đông sang mùa xuân thì những hạt mưa xuân lất phất bay, những chồi biếc nhú trên thân cây còn trơ trụi khẳng khiu. Vậy thì trong khoảnh khắc giao mùa, mỗi người thường có những cảm nhận thiên nhiên khác nhau. Ở đây, em có thể trả lời như sau. Trong khoảnh khắc giao mùa, thiên nhiên dường như cũng đang nói hộ tâm trạng của con người. Đó là cảm xúc hồ hởi, mong chờ mùa mới, nhưng cũng đầy sự tiếc nuối mùa cũ sắp qua. Trong khoảnh khắc ấy, đất trời thiên nhiên như đang chở mình, khiến tâm hồn cũng đầy xao xuyến, bâng khuâng. Trải nghiệm cùng văn bản. Xin mời các em cùng đến với nội dung chính của tác phẩm. Ở đây, bài thơ Giang Thu gồm có 3 khổ. Bỗng nhận ra hương ổi, phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu. Vẫn còn bao nhiêu nắng, đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Ở đây chúng ta có 2 ý cần triển khai khi trải nghiệm cùng văn bản. Thứ nhất là tưởng tượng. Một, em hình dung thế nào về hình ảnh có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu? Gợi ý trả lời. Ở đây em hãy đọc kỹ câu thơ và hãy dùng trí tưởng tượng của mình để liên tưởng đến hình ảnh đám mây vắt nửa mình sang mùa thu nhé. Hình ảnh đám mây trong 2 câu thơ trên là một hình ảnh vô cùng ấn tượng. Động từ vắt là động từ thể hiện trạng thái lơ lửng của đám mây như một cây cầu bắc ngang mùa hạ để bước đến cánh cửa của mùa thu. Nửa mình như vẫn giữ lại chút hương vị của mùa hạ, nhưng nửa còn lại đã dướn mình hòa vào trời thu. Dải lụa mây phất phơ trong sự cao ngần của nền trời, ấy là tín vật đẹp đẽ trong khoảnh khắc chuyển giao từ mùa hạ sang mùa thu trước sự chứng kiến của thiên nhiên, đất trời và lòng người. Ở đây, tác giả đã lấy sự biến chuyển của không gian, đó chính là hình ảnh đám mây, để nói đến sự thay đổi của thời gian, khoảnh khắc mơ hồ lúc giang mùa. Qua đây ta thấy được, trong không gian mênh mông, đẹp đẽ của đất trời thì có đám mây chính là nhịp cầu kết nối 2 mùa, nó như vấn vương mùa cũ và đón chào với mùa mới. Theo dõi số 2, điểm chung của những từ ngữ như trùng trình, rành ràng, vắt nửa mình, vơi dần là gì? Ở đây chúng ta thấy những từ ngữ này xuất hiện để nói về những cái sự vật, sự việc thiên nhiên trong tác phẩm. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với câu trả lời gợi ý các em nhé. Ở đây từ trùng trình có nghĩa là cố ý nấn ná, làm chậm chạp để kéo dài thời gian. Từ lấy trùng trình trong bài Sang Thu gợi ra hình ảnh làn sương đang cố ý đi chậm lại để chờ đợi mùa thu và như đang lưu luyến mùa hạ. Câu thơ ở đây là sương trùng trình qua ngõ. Từ rành ràng, chậm chạp, không khẩn trương, để mất nhiều thì giờ vào việc không cần thiết. Trong bài Sang Thu thì từ rành ràng được hiểu là tốc độ chậm chạp, thong thả, gợi cả dòng nước mùa thu nhẹ nhàng, êm ả, lững lờ trôi.
Từ vắt nửa mình là trạng thái lơ lửng của đám mây như một cây cầu bắc ngang mùa hạ để bước đến cánh cửa mùa thu. Nửa mình như vẫn giữ lại chút hương vị của mùa hạ, nhưng nửa còn lại đã dướn mình hòa vào trời thu. Vơi dần, chỉ mức độ không còn mạnh mẽ như trước mà đã vơi dần đi, nhưng lại chưa biến mất, mưa như lại chưa biến mất, mưa đã bớt xối xả. Ở đây chúng ta thấy cái sự giống nhau của các cái từ cụm từ này, đó là chúng cùng sử dụng nghệ thuật nhân hóa, cùng diễn tả được sự thong thả, chậm rãi của sự vật. Và đặc biệt, những từ đó đều diễn tả được trạng thái của các sự vật như chờ mùa thu và lưu luyến mùa hạ sắp qua. Chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo, đó là phần suy ngẫm và phản hồi. Đó là cái phần mà em sẽ thể hiện sự hiểu sâu bài thơ sau khi chúng ta đã cùng đọc và hiểu bài thơ nhé. Ở đây chúng ta sẽ cùng 7 câu khai thác những nội dung thông tin liên quan đến bài thơ. Câu số 1. Bài thơ tả cảnh thiên nhiên vào thời điểm nào? Dựa vào đâu em biết được điều đó? Gợi ý. Ở đây em hãy đọc nhan đề cũng như là đọc kỹ nội dung của bài thơ. Chúng ta sẽ thấy được ngay từ nhan đề của bài thơ đã gợi ý giúp ta thời điểm thiên nhiên của bài thơ rồi. Và ngoài ra các từ ngữ, cụm từ cũng phần nào lột tả được điều đó. Bài thơ tả cảnh thiên nhiên vào khoảnh khắc giao mùa, giữa mùa hạ sang mùa thu. Dấu hiệu nhận biết. Sang thu được nói đến thời điểm và khung cảnh nhà thơ khắc họa trong bài thơ. Sang thu là sự chuyển giao của đất trời từ hạ sang thu và cũng là sự biến chuyển của lòng người trong khoảnh khắc giao mùa. Ta có thể nhận ra được cái thời điểm để tác giả miêu tả cảnh thiên nhiên của bài thơ qua các hình ảnh, các từ ngữ nói về thiên nhiên như sương trùng trình qua ngõ, chim bắt đầu vội vã, vẫn còn bao nhiêu nắng, đã vơi dần cơn mưa. Tiếp theo chúng ta đến câu số 2. Em hãy tìm các từ ngữ, hình ảnh miêu tả những chuyển động của thiên nhiên trong bài thơ. Qua cách miêu tả đó, em cảm nhận như thế nào về tâm hồn nhà thơ? Vậy thì việc đầu tiên của chúng ta là tìm các từ ngữ, hình ảnh miêu tả của chuyển động thiên nhiên. Và xoa qua đó, em nói về cái cảm nhận của mình về tâm hồn của nhà thơ nhé. Những từ ngữ, hình ảnh miêu tả những chuyển động của thiên nhiên trong bài thơ. Đó là cái những từ mà chúng ta mô tả những cái động từ này hoặc là những cái tính từ để mô tả. Và chuyển động ở đây thì đa phần là những cái động từ, những cái từ rất là gợi hình ảnh. Ví dụ như hương ổi phả vào trong gió se, sương trùng trình, chim vội vã, đám mây vất nửa mình, cơn mưa vơi dần. Qua cách miêu tả đó, em có thể cảm nhận được sự tinh tế nhạy cảm trong tâm hồn nhà thơ khi kết hợp nhiều giác quan để cảm nhận sự vật thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa như là thị giác, thính giác, xúc giác, vân vân để cảm nhận được thiên nhiên. Chúng ta cùng đến với câu 3. Cách ngắt nhịp và gieo vần trong bài thơ Sang Thu có tác dụng như thế nào đối với việc thể hiện nội dung văn bản? Ở đây chúng ta đã được học về cách ngắt nhịp và gieo vần. Vậy chúng ta cùng phân tích kỹ hơn tác dụng của chúng đối với nội dung bài thơ nhé. Ở đây bài thơ được ngắt nhịp thơ linh hoạt, có lúc là nhịp 3-2, nhịp 2-3 và thể thơ của chúng ta là thể thơ 5 chữ. Cách gieo vần, tác giả gieo vần chủ yếu là vần chân, ví dụ như là xe với về và hạ trong mỗi khổ để tạo ra sự liền mạch của cảm xúc. Và tác dụng là tạo sự liên kết giữa các dòng thơ, câu thơ, tạo nhạc điệu cho bài thơ. Câu số 4. Theo em, chủ đề của bài thơ Sang Thu là gì? Qua bài thơ này, tác giả muốn gửi thông điệp gì đến người đọc? Vậy thì sau khi đọc kỹ bài thơ, cũng như là nắm được nội dung các câu 1, 2, 3, chúng ta có thể dùng để hỗ trợ nói về chủ đề của bài thơ và thông điệp tác giả muốn gửi đến người đọc. Chủ đề, qua việc miêu tả sự chuyển mình của đất trời từ cuối mùa hạ sang thu, bài thơ thể hiện cảm nhận tinh tế của tác giả trước thiên nhiên và những suy ngẫm về bước đi của thời gian. Thông điệp của tác giả muốn gửi gắm, chúng ta cần biết lắng nghe, cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả các giác quan để đón nhận những món quà vô giá từ thiên nhiên. Câu số 5. Nếu nhân đề sang thu được sửa thành thu hay mùa thu thì có phù hợp với nội dung của bài thơ hay không? Và vì sao? Ở đây ta thấy rằng khi tác giả đặt tên nhan đề cho mỗi bài thơ thì bản thân nhan đề đó đã truyền tải được nội dung thông điệp cũng như chủ đề ý nghĩa của bài thơ. Vậy thì ở đây đề bài muốn nói là liệu có thay đổi được từ nhan đề sang thu
thành thu hay mùa thu hay không và nêu ra lý do. Ta thấy rằng sang thu là nhan đề thể hiện được khoảnh khắc giao mùa từ hạ sang thu. Nhan đề này còn bộc lộ những cảm nhận tinh tế của hữu thỉnh về sự chuyển mình của đất trời trong khoảnh khắc sang thu. Nếu chỉ đặt tên tác phẩm là thu hay mùa thu, thì nhan đề này vẫn thể hiện được không khí và thiên nhiên đất trời của mùa thu. Tuy nhiên, nó không thể hiện được cái mô tả cũng như là lột tả được những cái sự thay đổi trong cái khoảnh khắc đất trời chuyển mình từ mùa hè sang mùa thu. Vì vậy, ta không thể thay thế nhan đề sang thu thành thu hay mùa thu. Chúng ta chuyển sang câu số 6. Đọc bài thơ sang thu, em học được gì về cách quan sát, cảm nhận thiên nhiên của tác giả? Vậy thì sau khi đọc và nắm được nội dung bài thơ, ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về cách quan sát và cảm nhận thiên nhiên của tác giả. Cách quan sát cảm nhận thiên nhiên của tác giả Hữu Thỉnh. Nhà thơ đã mở rộng tầm quan sát lên chiều cao, hình ảnh cánh chim, chiều rộng hình ảnh đám mây và chiều dài hình ảnh con sông. Tác giả đã quan sát vạn vật bằng cả thính giác, thị giác, xúc giác và khứu giác. Nhà thơ có những cảm nhận tinh tế nhất về sự thay đổi của đất trời. Qua cách cảm nhận ấy, ta thấy Hữu Thỉnh có một hồn thơ nhạy cảm, yêu thiên nhiên tha thiết, một trí tưởng tưởng tượng vô cùng bay bổng. Qua bài thơ, chúng ta học được từ nhà thơ Hữu Thỉnh rất nhiều bài học bổ ích khi quan sát cảm nhận thiên nhiên. Đầu tiên, chúng ta cần có tấm lòng yêu quý thiên nhiên vạn vật. Bên cạnh đó, chúng ta hãy quan sát từng sự vật, hiện tượng thiên nhiên bằng nhiều giác quan và góc độ khác nhau. Không nên bó hẹp vào những góc nhất định, mà hãy mở rộng tầm mắt để cảm nhận được nhiều vẻ đẹp hơn. Câu số 7. Chọn một từ ngữ trong bài thơ mà em cho là hay nhất. Viết ít nhất một câu để giải thích cho sự lựa chọn của em. Trong bài thơ sang thu có khá nhiều từ ngữ tác giả dùng rất là ấn tượng. Có thể ví dụ như là từ phả, từ trùng trình, từ vắt, đúng không? Vắt nửa mình sang thu. Rồi, vậy thì em có thể chọn cái từ nào cũng được và sau đó mình có thể giải thích cho sự lựa chọn của mình bằng 1 hay 2 câu. Ở đây, trong bài thơ, em ấn tượng nhất với từ phả. Từ phả là một động từ có sắc thái mạnh, dùng để diễn tả sự chủ động như đã đợi sẵn để được lan tỏa trong không gian của hương ổn. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Một kiến thức rất thú vị liên quan đến bài thơ sang thu của tác giả Hữu Thỉnh. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tới.